Về tới nhà rồi các bạn. Cái thùng thùng bố ú nè. Còn mình đang khui thùng. Ôi, một đống luôn, một đống bỏ luôn. Xin chào các bạn, chúc các bạn một buổi sáng vui vẻ. Hôm nay chủ nhật mình sẽ bắt mấy con bồ câu của mình đi đổi bổ về nuôi câu vậy. Còn con trai của mình thôi đừng thấy nó bay con. Đây bồ câu của mình đây, hôm nay mình sẽ bắt 4 cặp mình đi đổi với bổ. Nó còn đó đang ấp đó các bạn. Trên đây cũng có con đang ấp. Đây cũng có con đang ấp nữa các bạn. Mình sẽ bắt hai cặp màu trắng mi mát đó, với hai cặp màu xám đó là titan, là 4 cặp. Đổi bổ để bù thêm tiền nữa. Đổi bộ câu rồi mình bù thêm tiền nữa mình bắt bổ về nuôi gậy ra cho nhiều nuôi mới đã. Sáng này mình rải lúa cho nó ăn rồi. Chào các bạn đi kênh. Chào các bạn đây, giơ tay lên. Mấy con đang ấp mà bắt đi đổi luôn các bạn ơi. Cũng hơi tiếc. Sắp nở rồi. Cái con trắng mà đang ấp trong gốc đó đó là khoảng 2-3 ngày nữa nó nở á. Thôi kệ, thích thì đổi thôi. Đang gù máy. Chúc mình sẽ đi đổi 17 con bò. Mình gầy cho đầy 8 ô lòng mình luôn. Bắt nhiều vậy vậy cho nó mau. Đất kỳ lâu quá, nản quá. Đây con trống này bự nè. Mấy con bự bự là con trống á. Còn mấy hơi con nhỏ hơn là con máy. Mấy con màu hơi màu như màu ngói vậy. Màu không biết kêu màu gì, kêu bồ câu thì màu đỏ đó, không biết. Như sô cô la đó các bạn. Mấy con đó là bồ câu gà. Thấy nó bự hơn tao. Con máy 700 gram, con trống 800 gram. Có khi cũng cả ký. Đâu heo con đâu? Đâu? Ê, heo mình mới đẻ nè các bạn. Mới đẻ hồi sáng nè. Sáng con nghe mẹ nói mà mình chưa có coi. Heo mọi. Chín 10 con gì á. Heo. Ba con. Đâu ba con, 9-10 con gì chứ ba con gì. Cái gì? Đó ba con, 9-10 con vậy á. Còn trống nó sung nó gù ghê. Cái gì?
Ừ, cháu quen heo rồi. Con đen này là gà luôn các bạn, có con gà luôn. Thôi mình tạm ngưng đây đi một chút, mình đi đổi bò về rồi mình sẽ quay cho các bạn xem chuột bò của mình. Mình đi đổi trên chợ gạo á, chạy lên cầu chợ gạo rồi ta chạy xuống chợ ngựa khúc để đổi. Thôi giờ mình đi nha. Tới nơi giờ mà đổi được mấy bò rồi các bạn. Em đổi 17 con mà cho mình thêm 2 con nữa. Đây, em trai nè, chuẩn bị thò ấy chơi cả chơi gạo chứ. Đây bồ câu của mình. Rồi giờ mình đi về chút nào thả vô chuồng mình sẽ quay cho các bạn xem nha. Về tới nhà rồi các bạn. Cái thùng. Thùng bố nè. Còn mình nó đang khui thùng. Ôi. Một đống luôn. Đóng bỏ luôn. Tổng cộng 19 con các bạn. Đó. Mình bắt 4 cặp bồ câu của mình đi giao lưu với nhau đây. Kiếm mình bồ tiền thêm. À, còn đây là chuột bò của mình nè. Giờ bắt đầu mình thả vô chuồng. Đây, để mình lựa chúng mình. Mình bỏ vô cái bội cho nó 5 con vô ô đi. Cho mốt phân biệt được cái dễ. Đây. Hình như cái này là con bự bự, là con nọc các bạn. Đó là con bầu. Nó nọc ta. Con này ta. Ủa con này con cái luôn hả? Đây. Để cho kiếm cái con bầu coi, ý con nọc coi. Đây một con này là bò nhung đen. Ở miền Bắc người ta kêu là trầu nhung đen đó. Đây con nọc, mình sẽ ghép với 4 con cái nữa. Để mình kiếm 4 con cái ra. Ôi đây con nọc nữa, đây con nọc này đây. Con nọc, để lại đi. 4 con cái. 1 2 3 Con này là có bầu rồi. Để cho bác. 4 Đó. Rồi bắt đầu mình lại đặng mình thả thôi. Khiêng cha Ken. Khiêng đi đặng Ken. Đi khiêng đi đó đi. Đi con đi trước đi. Đi. Đi vô. Đi vô đi đó, vô đó đó, đi vô đó, đi vô. Vô luôn. Còn mình khiêng với mình đây. Khiêng mình dẫn thả. Ê vướng lại rồi. Không được rồi, dở lên. Để cho dở lên coi. Rồi đi. Rồi khiêng, khiêng tiếp. Còn mình nó phá vậy các bạn. Khiêng nữa. Khiêng nữa lại đặng luôn. Rồi. Thì bắt bỏ vô nha. Ừ. Mình bắt bỏ vô các bạn. Cứ một ô là mình nó đói bụng. Đói bụng về về mình vô nó thấy có rau muống ăn liền. Mình nuôi một ô vậy là một được 4 cái. Rồi, một ô. Còn cái này là một chút mình tách ra luôn. Thì hãm nó còn nhỏ mình thả chung á. Này đây 10 con luôn, chút tách ra luôn. Cứ một ô 5 con, ô 5 con vậy á. Đi thôi. Rồi, sau đó mình bắt bỏ vô tiếp. Nó mệt nữa là trong đây tại đỡ chứa nhiều quá cái nó ngọt quá. Nằm thở rồi để cho bác chơi. Con này con cái này có bầu. Đây này con đực đây. Con này con cái luôn. 2 con.
con này mới là con đực đây. Đây con đực đây. Cái đầm súng đạn hết hồn rồi. Im coi. Im cho mọi người xem cái đầm súng đạn của mày nè. Tung vậy sao coi được. Nằm im. Rồi. Đây. Hết thân rồi. Đạn cỡ này bắn chắc dữ lắm. Hết thân gặp đạn. 13 con, 4 con. Rồi 5 con. Ờ 5 con tiếp tục bỏ vô thôi. Rồi khiêng đi. Tới đây là cho phải giỏi lên chứ để nó vướng lại quá không được. Buông ra đi, buông ra cho giỏi lên đi rồi khiêng tiếp. Rồi khiêng tiếp. Rồi. Giang xích qua cho bỏ vô nè. Đó, 5 con nữa bạn, một tập 4 cái. Mình sẽ bỏ vô cái ô này, ô rồi, bỏ vô rồi, còn giờ mình sẽ bỏ vô cái ô kế bên này. Rồi, kế bên này, cái này. Để lên đây luôn cho dễ bắt. Ây da. Bắt đi lại, bắt tiếp thôi. Bắt tiếp thôi. Đi. Đây còn mấy con đây? 2, 4, 6, 8, 9 con. 9 con để mình coi như đây còn mấy đực mấy cái nha các bạn. Con nó bị đè. Hơi ngọt, lực, hập. Một con cái. Ừ, bỏ. Đây con trai mình đây. Thôi con đang được. Nhưng đây. Được rồi. Hai con cái. Ba con cái. Bốn con cái. Bỏ cha. Đang đực. Đang đực. 5 cái một đực rồi. 6 con cái. Phải 7 cái chứ. Ủa 6 con cái với 1 đực là 7 con rồi. Này mới được 2 cái này đực quá. 2 đực. Con này còn nhỏ quá khó thấy này chứ không được. Ừ được. Rồi 3 con đực luôn. Rồi tổng cộng 5. Tổng cộng là con nhỏ luôn 5 con đực. Đi thôi. Đi thôi con chim ở đây đi. Đi thôi. Rồi bỏ vô cái ô nào đây. Rồi, bỏ bên đây đi. Bỏ đây nè, cho bỏ vô đây nè. Bên giải bên đây bích đó rồi. Đó, bên bốn ô bên đây bích hết rồi. Đẻ được 5 con nè các bạn. Bên đây 4 con nè. Bên đây 4 con, bên đây 1 con nữa, 5 con. Bên giải này 4 ô bích rồi, bên đây 1 ô giờ bỏ thêm ô nữa, 2 ô nữa. Ây da. Dưới khó bỏ. Rồi để mình bắt mình bỏ vô xong hết rồi mình quay tổng thể cho các bạn xem luôn. Sau khi mình bắt bỏ vô xong hết nè các bạn. Đây là 1 ô. Đây là 2 ô. Đây ô nữa là 3 ô. Bên đây 4 ô.
bên đây 5 ô. Hai ô nữa 6 ô là tổng cộng mới được 6 ô rồi. Đó. Đợi mấy con này bự bự chút nữa mình chia ra hai ô nữa là đủ luôn ở bích 8 ô luôn á, bắt đầu mình bán nha các bạn. Nó đẻ là mình bán, tại lúc trước mình gầy chưa đủ chuồng nên có nhiều người hỏi mua mình không có bán. Rồi giờ mình đủ rồi, đủ 8 ô rồi, bắt đầu giờ ra con là mình bán á. Các bạn nào mốt có mua thì liên hệ mình nha, để lại comment bên dưới, mình có bán mình sẽ trả lời. Rồi mình kết thúc clip tại đây nha. Cảm ơn các bạn đã xem, các bạn xem mà thấy thích muốn mình làm nhiều clip nữa thì hãy đăng ký kênh ủng hộ để nhận những clip mới nhất về con bò này các bạn. Rồi, chào tạm biệt các bạn.